Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 103,1 MHz và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tây ninh tv vn Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, tại hội thảo văn hóa học đường trong bối cảnh đội mới giáo dục và đào tạo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức, giáo sư Trần Ngọc Thêm đã nêu quan điểm rằng khái niệm trong người khẩu hiệu tiên học lễ hậu học, học văn không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay ý kiến cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo của giáo sư Trần Ngọc Thêm tại hội thảo ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của dư luận và câu chuyện đang nóng trên các mặt báo này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể bàn luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết như thương lệ, mời quý vị cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng bắt ba cô gái trẻ lừa tiền mua bán đất 13 tỷ để cá độ bóng đá. Nóng trên mặt báo, có cần phải bỏ khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn. Cần thơ ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục. Cống kiểm soát mạng 3.300 tỷ ở miền Tây vận hành thử nghiệm. Cận cảnh thủy cung lớn nhất trung Đông. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, qua công tác nắm tình hình tại khu vực xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện một xe tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an huyện càng long tiến hành kiểm tra thì phát hiện một thanh niên đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu tiến hành kiểm tra các túi ni lông và thùng giấy trên xe, lực lượng công an phát hiện có 27.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu, hiệu Hero Jet Scott. Qua làm việc, bước đầu thanh niên khai tên Trần Quang Nghiêm, sinh năm 1995, ngụ phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, và khai nhận số thuốc lá nêu trên chở thuê cho một người không rõ họ tên ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, đem giao ở xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Mỗi chuyến đi, Nghiêm được trả tiền công là 1,8 triệu đồng cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hình sự Trần Quang Nghiêm. Vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Càng Long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở với ba đối tượng có hành vi cấu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 bị hại với số tiền trên 13 tỷ đồng. Ba đối tượng gồm Phan Thị Kim Lộc, 20 tuổi, Huỳnh Nguyễn Hà Vi 19 tuổi và Nguyễn Ngọc Huyền My 19 tuổi. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, phòng BC01 Công an Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của hơn 10 bị hại, tố cáo một nhóm người có hành vi cấu kết với nhau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ, người nhiều nhất hơn 10 tỷ đồng, người ít nhất vài trăm triệu đồng. Qua điều tra, mua bóng đá Euro, Lộc tham gia cá độ bóng đá, thua nhiều trận trong giải. Để có tiền cá độ, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm cò đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên, sau đó kiếm cớ lật kèo, lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt sổ đỏ của chủ đất tiếp tục đem bán hoặc cầm cố. Vì thực hiện làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng smartphone, sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả ba chi nhau ăn xài. Lộc khai phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã chung chi do bị thua độ cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cà Bàng, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ khai thác trái phép 7 cây gỗ hương cổ thụ trong vườn quốc gia Con Ca Kinh thuộc địa phận xã Crong, tỉnh Gia Lai, xảy ra vào đầu tháng 11. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cà Bàng, tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự hai anh em ruột gồm Đinh Văn Ngọc, sinh năm 1993 và Đinh Văn Quân, sinh năm 1996, cùng ngụ xã Crong để mở rộng điều tra vụ án cơ quan chức năng đã triệu tập và đấu tranh với hơn 20 đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn xã để làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh, hai đối tượng Ngọc và Quân đã khai nhận hành vi khai thác số cổ hương này. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cà Bang còn tiếp tục điều tra làm rõ hai nhóm với 14 đối tượng trực tiếp tham gia khai thác 7 cây gỗ hương nói trên, qua đó tạm giữ một xe ô tô tải, một xe ô tô con và nhiều phương tiện vật dụng liên quan. Nóng trên mặt báo thú vị tại hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức mới đây, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm phát biểu rằng cần chấm dứt không hiệu tiên học lễ hậu học văn. Theo lập luận của giáo sư Thêm, việc đề cao chữ lễ sẽ tạo ra ràng buộc cho người học, sẽ khó có thể tạo ra tư duy phản biện để giải phóng sức sáng tạo. Trăn trở của giáo sư Trần Ngọc Thêm cũng đã được các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo đề cập trong nhiều năm trước đó. Tuy nhiên, hiện khẩu hiệu nói trên vẫn được nhiều trường học sử dụng. Bên cạnh các khẩu hiệu khác như trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường học hạnh phúc, tất cả vì học sinh thân yêu. Gặp nhau thì chào hỏi, sai thì phải biết nói xin lỗi, có hiểu với cha mẹ, đó chính là lễ. Vậy thì chúng ta có nên chấm dứt trong người, có nhất thiết phải bỏ tiên học lễ, hậu học văn. Tính thụ động trong giáo dục Việt Nam thể hiện đậm đặc qua khái niệm trong người, tính phục tùng, tiên học lễ, hậu học văn, kiềm chế con người sáng tạo. Vì thế không nên tiếp tục sử dụng rộng rãi các quan điểm này. Đây là quan điểm của giáo sư, diện sĩ, tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm tại một hội nghị về giáo dục. Cần nói thêm, ông là giáo sư đầu ngành của cả nước về văn hóa học, là tác giả của cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nhìn nhận của giáo sư đã khiến không ít người thấy sốc, như là xã hội truyền thống Việt Nam là xã hội âm tính, ưa ổn định nên mục tiêu đào tạo là xây dựng mẫu người thừa hành với căn bệnh thụ động, khép kín với thối cao bằng, đố kỵ và thối dựa dầm ý lại dẫn chứng về sự thụ động là kết quả cuộc khảo sát về triết lý giáo dục với bệnh thụ động đứng ở vị trí thứ tư, thói cao băng đố kỵ đứng thứ sáu, thói dựa dầm ỷ lại đứng thứ tám. Giáo sư thêm nói đúng nhiều điều. Theo kết quả điều tra nói trên, cũng đã có tới 77,4% người được hỏi thừa nhận bệnh giả dối đứng vị trí số 1 trong số 15 thật xấu, 73,8% thừa nhận gian lận trong giáo dục đứng vị trí số 3 trong 13 nhược điểm. Bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh đối phó nhiều bệnh quá và những căn bệnh nặng này dẫn đến căn bệnh kinh khủng nhất đó là bệnh dạ dối. Về những điểm này, giáo sư Thêm nói đúng chứ không sai. Thế nhưng theo ý kiến của không ít người, nó chỉ không đúng ở đề xuất chấm dứt khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn, chấm dứt trồng người. Lễ thật ra là học cách làm người, học các phép tắc ứng xử, điều phân biệt giữa con người và con vật. Lễ có khi đơn giản là biết gặp nhau thì chào hỏi, sai thì xin lỗi. Nhưng lễ cũng là cách thấm những đạo lý, có hiếu với cha mẹ, kính trọng thầy cô, những đạo lý nền tảng của bất kỳ xã hội nào. Giáo sư Trần Ngọc Thêm trong sách Cơ sở văn hóa Việt Nam cũng từng nhắc đến nhược điểm, thiếu tính quyết đoán của người Việt. Và để tránh phải quyết đoán và đồng thời giữ được sự hòa thuận, không làm mất lòng ai, người Việt rất hay cười. Nụ cười là một bộ phận quan trọng trong thói quen giao tiếp của người Việt. Người ta có thể gặp nụ cười Việt Nam vào cả những lúc ít chờ đợi nhất. Nay bỏ tiên học lễ để chữa bệnh thụ động, thì phải chăng logic sẽ là hạn chế cười để khắc phục nhược điểm thiếu quyết đoán? Lễ dạy dỗ trẻ con gọi những người dạy mình là thầy như một đạo lý truyền thống tốt đẹp. Thế thì làm sao mà bỏ, mà chấm dứt, thưa giáo sư? Hiện nay, nhiều hiện tượng cho thấy giáo dục đạo đức trong nhà trường đang bị buông lỏng. Một bộ phận học sinh xa xúc về văn hóa ứng xử, lỗi sống, mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên có những mâu thuẫn, bất cập, thì yêu cầu mục tiêu tiên học lễ trong người càng cần được chú trọng đề cao. Đổi mới giáo dục là cần thiết, song không có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ, trái lại, cần tiếp nối truyền thống tinh hoa trí tuệ của cha ông tích lũy trong hàng ngàn năm qua, đồng thời tiếp thu những tri thức, phương pháp, quan điểm giáo dục tiên tiến hiện đại của nhân loại. Đông Tây chuyển động Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao, trung bình ở ngưỡng trên 1.500 ca mỗi ngày. Theo đó, ngành y tế thành phố đã chủ động nhiều tình huống ứng phó, trong đó có việc tăng cường nhân viên y tế đến các địa bàn có F0 để kịp thời hỗ trợ người bệnh. Theo đánh giá của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số ca F0 tăng tiếp tục có chiều hướng dịch lên trong những ngày tới. Vì vậy, các chiến lược y tế, quy chế phối hợp quản lý F0 tại nhà và tại các địa bàn thành phố là rất quan trọng. Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở ngành giám sát các hoạt động trạm y tế lưu động, thành lập 8 nhóm quản lý theo từng quận huyện, có thành phần là thành viên Ban giám đốc Sở Y tế, HCDC, Trung tâm Y tế để hỗ trợ cũng như giám sát F0. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trên cái lúc này thì các cái anh chị trong cái cái chức năng nhiệm vụ của mình sẽ trao đổi thường xuyên về hoạt động chuyên môn cũng như việc điều chuyển bệnh vân vân để làm sao để hỗ trợ tốt nhất cho người dân Sở Y tế cũng thành lập 10 tổ kiểm tra các trạm, xử lý kịp thời nhu cầu của người dân, củng cố lại đường dây nóng 1022, tái lập hệ thống mạng lưới thầy thuốc đồng hành, từ đó có thể hỗ trợ tốt nhất cho f0 tại nhà cũng như f0 đang được thu dung tại các bệnh viện. Đồng thời chấn chỉnh các bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân, không đáp ứng được nhu cầu người bệnh, các hệ thống khu vực đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thưa quý thính giả, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 25 tháng 11, địa phương ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, với 1.310 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ đến thời điểm này trên 21.330 trường hợp, trên 10.490 trường hợp đã được điều trị khỏi. Nguyên nhân số ca mắc ở Cần Thơ liên tục tăng từ đầu tháng 11 đến nay được ngành y tế đánh giá là do người dân có tâm lý chủ quan, tụ tập nhiều hơn, các nhà máy khu công nghiệp cho công nhân đi làm lại, tăng sở về nhà cũng thoải mái hơn, dẫn đến khó kiểm soát khi có ca lây nhiễm ban đầu. Cần Thơ đã triển khai theo dõi cách ly các trường hợp F1 và quản lý điều trị F0 tại nhà. Vấn đề đáng lo ngại nhất của ngành y tế Cần Thơ lúc này là quá tải ở bệnh viện thuộc tầng 3, bệnh nhân nặng, nguy kịch với chỉ 50 giường hồi sức Covid-19 tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 100 giường tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và 50 giường tại bệnh viện Lao và bệnh phổi. Trong khi đó, có gần 120 bệnh nhân nặng nguy kịch đang điều trị phải thở bằng máy thở oxy. Còn tại Bến Tre, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm theo nghị quyết 128, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với cấp độ 2 mà tỉnh đang thực hiện. Theo đó, từ 12 giờ ngày 26 tháng 11, tỉnh Bến Tre áp dụng quy định khung giờ hạn chế ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Các hoạt động kinh doanh, pizza, quán bar, karaoke, vũ trường, internet, trò chơi điện tử dừng hoạt động. Đồng thời, đám cưới, đám tang, đám tiệc được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người cùng một lúc. Nhà hàng, quán ăn, giải khác được phép hoạt động nhưng không quá 50% sức chứa. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh ghi nhận 5.514 ca mắc, 2.927 bệnh nhân đã được xuất viện. Đến nay, Bến Tre có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên là 94,91%, mỗi hai đạt 61,39% dân số. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, hiện tỉnh Đắk Lắk mới phủ được 95% vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng trên 18 tuổi. Tỷ Tỉ lệ tiêm mũi 2 vẫn còn ở mức thấp với khoảng 20% đối tượng. Để tạo miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, thời gian tới ngành y tế sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ vaccine trên phạm vi toàn tỉnh. Phản ánh của cộng tác viên chương trình tại Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk có 1.362.176 đối tượng là người trên 18 tuổi, Đến nay, có 95% đối tượng đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và hơn 20% đã tiêm đủ 2 mũi. Hiện ngành y tế tỉnh đang tăng tốc tiêm chủng và dự kiến đến ngày 15 tháng 12 hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ đối tượng, đồng thời lên kế hoạch tiêm vaccine cho hơn 192.000 đối tượng học sinh từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc cho biết. Song song với cái việc uh, triển khai tiêm vaccine cho người lớn, đó, thì uh, trong ngày hôm qua thì trung tâm nghiên soát bệnh tật cũng đã nhận cái vaccine uh, hơn 65.000 liều để mà tiêm cho cái lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi, đó là cụ thể là học sinh cấp 2 và cấp 3. Thì uh, với 65.000 liều này đó thì dự kiến là chúng ta sẽ phân bổ ngay và tiêm cho cái học sinh uh, cấp 3 trước rồi sau đó thì cấp 2 sau. Để đảm bảo tiến độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ vaccine phòng covid-19, tỉnh Đắk Lắc cũng kiến nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 1,5 triệu liều vaccine để hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả các đối tượng trên 18 tuổi, công dân trở về từ các vùng dịch và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tiến sĩ Cao Hương Thái, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết: Đặc thù nữa là cái vaccine của tây nguyên thì cách đây 2 tuần thì mới tiêm được tỷ lệ rất là thấp, khoảng độ 30%. Nhưng mà sau 2 tuần vừa rồi thì tiêm phủ là hiện nay là trên 90% mũi 1 và trên 20% mũi 2. Thì cơ bản chúng tôi đánh giá về cái mức độ nguy cơ của Đắk Lắk là vẫn tiếp tục là có nguy cơ. Thế nhưng mà hiện nay thì cơ bản là tình dịch của Đắk Lắk là đã kiểm soát được. Tính đến sáng ngày 25 tháng 11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 7.119 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.568 trường hợp đang điều trị và 40 ca tự do trong 14 ngày gần đây, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.450 ca bệnh mới, trong đó có 1.200 ca bệnh phát hiện trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ trên 82% tổng số ca mắc. Một thông tin đáng quan tâm cho bà con miền Tây. Thưa quý vị, hệ thống cống cái lớn cái bé có vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng là công trình thủy lợi ngăn mặn lớn nhất miền Tây đang được vận hành thử nghiệm. Công trình đã điều tiết hạn mặn kiểm soát trên 20.000 hectare đất nông nghiệp, giúp Kiên Giang tiết kiệm được chi phí đắp hơn 130 đập tạm. Hoàn thành sau 2 năm xây dựng, hệ thống cống thủy lợi cái lớn cái bé đang được vận hành thử nghiệm, cống cái bé rộng 85m gồm hai khoang, còn cống cái lớn rộng 455m gồm 11 cửa van, cao 6 đến 9m, rộng 40m, trong đó 8 cửa van 203 tấn, hai cửa van 188 tấn, một cửa van 155 tấn, cửa van thép cuối cùng nặng 203 tấn tại khoang số 5 mỗi cống có âu thuyền rộng 15 mét, công trình có vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, điều tiết nguồn nước cho 384.000 hecta đất ở Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu để chống hạn mặn. Ngoài ra còn góp phần phòng chống thiên tai, cháy rừng, tăng khả năng thoát lũ, tiêu úng, cải tạo đất phèn. Và bây giờ là phần tin thế giới đang chú ý. Thú vị thủy cung được cho là lớn nhất khu vực Trung Đông, là nơi sinh sống của khoảng 45.000 sinh vật biển, vừa mở cửa đón khách tại Abu Dhabi, cách tiểu dương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe để xem thủy cung này có gì đặc biệt. Thủy cung được chia thành 10 khu vực, phản ánh các sinh cảnh biển khác nhau trên toàn cầu. Du khách sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để khám phá hết nơi đây. Ông Paul Hamilton, Tổng Giám đốc Thủy cung Quốc gia Abu Dhabi cho biết, khu vực đặc biệt này gọi là Betina Bettina là một địa điểm có thật ở Abu Dhabi. Nó đã được bình chọn là kỳ quan thiên nhiên của thế giới và chúng tôi đã cố gắng tái tạo môi trường của nơi đó tại đây. Không ai được phép vào đó. Nó là một khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt. Như vậy, đây là nơi duy nhất bạn có thể tìm hiểu về Bettina trong như thế nào. Một số loài mang tính biểu tượng của thủy cung có thể kể đến là cá mập đầu búa và kỳ đa nước châu Á. Các nghệ sĩ Venezuela đang cố gắng phá kỷ lục Guinness Thế giới về gian nhạc lớn nhất với hơn 12.000 nhạc công biểu diễn trọn vẹn một tác phẩm cổ điển trong hơn 5 phút. Nếu được công nhận, họ sẽ phá kỷ lục của nhóm các nghệ sĩ người Nga đã đạt được vào 2 năm trước. Dàn nhạc thanh thiếu niên và nhi đồng quốc gia Venezuela có tên là El Sistema là một tổ chức giáo dục âm nhạc có mạng lưới 180 dàn nhạc, gồm khoảng 350.000 thành viên là thiếu niên và trẻ em các nghệ sĩ trong trang phục áo sơ mi trắng đã biểu diễn tác phẩm Slavonis Mark của Tchaikovsky trong khoảng 10 phút tại sân của Học viện Quân sự Venezuela ở Caracas. Tổ chức Guinness sẽ công bố quyết định trong tuần tới. Kỷ lục hiện tại đang được một dàn nhạc của Nga với hơn 8.000 thành viên nắm giữ. Liên tục chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Cà phê không đường, mòn mỏi chờ bồi thường tại siêu dự án tỷ đô. Long An nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử tại nhà nghỉ. Thành phố Hồ Chí Minh giả công an để cưỡng đoạt tài sản người ăn xin. Chuyện ngày mới không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, công an thành phố Tân An phối hợp công an tỉnh Long An, phong tỏa khu vực nhà nghỉ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bên trong phòng để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 11, nhân viên nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An nghe hai vợ chồng thuê phòng trọ cự cãi nhau, sau đó có tiếng va chạm mạnh ở cánh cửa phòng một lúc sau không còn nghe tiếng động nhân viên cho rằng họ đã đi ngủ sáng sớm cùng ngày nhân viên đến gọi cửa nhưng không ai lên tiếng nên lấy chìa khóa mở cửa phòng thì phát hiện người phụ nữ tử vong có nhiều vết đâm và máu trên cơ thể người đàn ông cũng đã tử vong vụ việc lập tức được trình báo cơ quan công an theo gia đình nạn nhân, gần sáng 25 tháng 11, người đàn ông này gọi điện về báo tin anh ta vừa sát hại vợ và sắp tự kết liễu cuộc đời, nên nhờ đến đón đứa con về nhà nuôi dùm. Người thân của nạn nhân cho biết thêm, hai vợ chồng này đã ly thân khá lâu. Người phụ nữ được xác định 39 tuổi và người đàn ông 42 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Phường 7, quận 11 vừa bắt giữ hai đối tượng để điều tra hành vi giả danh công an, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản và môi giới, chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin để trục lợi. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1988, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Năng Tiến, sinh năm 1993, quê tỉnh Thanh Hóa. Qua điều tra theo dõi, công an phát hiện như bắt quả tang Tuấn đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm người chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn sinh trên đường 3 tháng 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Tuấn khai mua trang phục công an trên mạng rồi mặc vào để giả làm công an. Sau đó, Tuấn lái xe máy biển số xanh để gặp những kẻ chăn dắt trẻ em, người khuyết tật để thu tiền. Còn Tiến thừa nhận là đối tượng chuyên chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn sinh để trục lợi trên địa bàn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ quân phục lực lượng công an nhân dân cùng một số tăng vật khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây một người phụ nữ ghé vào salon tóc làm đẹp, lợi dụng sơ hở không có ai chú ý đã ra tay trộm cắp rồi bỏ đi. Theo dõi diễn biến vụ việc do camera ghi lại, các chủ salon làm đẹp sẽ có bài học cảnh giác sâu sắc cho mình. Theo hình ảnh trong đoạn clip do camera an ninh ghi lại tại một salon tóc ở khu vực huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, vị khách nữ tới tiệm để gội đầu, trong lúc chuẩn bị đi về thì canh mọi người không để ý, sơ hở đã nhanh tay trộm một điện thoại sau đó biến mất. Các tiệm làm đẹp hay salon thường xuyên bị mất điện thoại do nhân viên hoặc chủ tiệm bất cẩn để điện thoại bên ngoài, chủ quan nghĩ khách ai cũng đàng hoàng, nhưng đôi khi chính điều này đã tạo cơ hội cho kẻ xấu có cơ hội ra tay. Hy vọng chủ tiệm sẽ sớm tìm được cô gái trên. Cà phê không đường. Thưa quý vị, tòa án nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tiếp tục phiên xét xử vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 29 nguyên đơn cùng ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và bị đơn là công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty Sài Gòn Peninsula chủ đầu tư án mũi đèn đỏ vụ 29 hộ dân kiện công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula tại thành phố Hồ Chí Minh gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận không chỉ vì dự án này liên quan đến siêu dự án mũi đèn đỏ có vốn đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ mà còn cho thấy những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến khiếu nại khiếu kiện kéo dài gây tốn kém tiền của thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan công quyền. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này qua phóng sự sau đây. Dù vậy bắt đầu từ năm 2007 khi 29 hộ dân này giao một phần trong khu đất đã được rào kính này cho công ty Đại Trường Sơn, sau đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula để thực hiện dự án, được giới thiệu là trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng theo các hộ dân, họ đã hoàn thành việc giao đất nhưng cho rằng công ty Sài Gòn Peninsula vẫn chưa thanh toán tiền chuyển nhượng đất như cam kết nên khởi kiện và sau 3 lần bị hoãn, tới ngày 23 tháng 11 vừa qua, tòa án quận 7 tiếp tục tiến hành phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư và 29 nguyên đơn. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn một lần nữa do bị đơn yêu cầu với lý do rằng các đại diện của họ được xác định là tiếp xúc F0 phải cách ly tại nhà. Về phía nguyên đơn cho rằng họ kiện bị đơn với tư cách pháp nhân nên bị đơn phải cử đại diện thay thế thay vì trì hoãn phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Mai Trang, đại diện nguyên đơn nói: Bị đơn là pháp nhân, nhưng mà bị đơn lại không ủy quyền cho một người khác để mà tham dự phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích của bị đơn. Tại vì tại sao tại sao bị đơn lại ủy quyền cho một người chỉ để lên nộp hồ sơ mà lại không ủy quyền cho người đó tham dự phiên tòa? Đó như vậy thì cái trường hợp cái lý do đó là lý do bị đơn cố tình kéo dài vụ án, kéo dài cản trở hoạt động của xét xử của tòa án. Ông Đinh Văn Sáng đại diện nguyên đơn nói: Nguyên giọng của hậu dân bây giờ là tại là mong mỏi cho xử lý cho phiên tòa là nhanh để cho gì để đảm bảo quyền pháp luật. Dự án mũi đèn đỏ từng được kỳ vọng sẽ tạo ra bộ mặt đô thị mới tại phía đông nam của thành phố, nhưng sau hơn chục năm thì dự án này vẫn chỉ lập được hàng rào xung quanh bãi đất rộng 118 ha. Theo các luật sư, dù dự án này có được thực hiện hay không thì chủ đầu tư vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã cam kết. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cũng đã giao đất sạch theo đúng quy định của điều 71 của Bộ luật đất đai và chủ đầu tư cũng đã nhận cái đất sạch đây rồi thì không có gì mà không có lý gì để không trả tiền cho người dân. Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa công ty Sài Gòn Peninsula và 29 hộ dân đã kéo dài nhiều năm qua. Phiên tòa sơ thẩm cũng đã 4 lần mở rồi lại hoãn trong sự mong chờ mòn mỏi của người dân chuyện ngày mới. Quý vị thân mến, với đạo lý nghĩa tử là nghĩa tận, xuất phát mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, sáng ngày 25 tháng 11 tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức lễ tiễn đưa và bàn giao tro cốt tài sản chi phật nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 về quê hương. Hình ảnh những chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đưa phần tro cốt của người mất về quê hương khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đây là nghĩa cử thiêng liêng của những người lính sẵn sẻ phần nào nỗi đau mà người dân đang trải qua. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những khoảnh khắc đầy cảm xúc này. Đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ban ngành, chức sắc tôn giáo tham dự lễ chia sẻ những khó khăn của các gia đình ở các tỉnh thành phố có thân nhân bị mất vì Covid-19 đang sinh sống và lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đi đến từng địa phương để bàn giao tro cốt, tài sản, di vật của các nạn nhân tử vong ở các tỉnh thành phố trên địa bàn các quân khu với mong muốn làm ấm lòng người đã khuất và góp phần chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với thân nhân gia đình của họ đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Sự phát triển của thành phố có sự đóng góp của người dân ở các địa phương về với thành phố làm ăn, sinh sống. À, do cái tình hình dịch bệnh bùng phát, số lượng người tử vong tăng cao, thì Bộ Tư lệnh Thành phố thành lập các đội công tác đặc biệt có nhiệm vụ là tiếp nhận, xử lý thi hài vận chuyển, quả táng, chăm lo hậu sự và bàn giao cho cốt uh, người tử vong do COVID-19 cho gia đình và uh, người thân của họ một cách trọng thị, chu đáo, an toàn. Với mong muốn là làm ấm lòng người đã mất, đồng thời góp phần chia sẻ xoa so dịu nỗi đau của gia đình thân nhân của họ. Đây cũng là dịp tưởng nhớ và thương cảm đối với những người không may qua đời do nhiễm bệnh, cùng xoa dịu nỗi đau đối với gia đình người thân của họ, cũng để mỗi người nhận thấy sự trân quý cuộc sống và sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Phải nói rằng là rất là trân trọng cảm ơn lực lượng cán bộ chiến sĩ đã hết lòng hết sức, đã thực hiện tất cả những nhiệm vụ này bằng trái tim và với những hình ảnh cán bộ chiến sĩ à, chăm lo, uống cơm à, và đưa cho cốt không quản ngại khó khăn. Có những người à, khi mà chúng tôi nhận cho cốt về thì liên lạc được ngay nhưng cũng có những trường hợp là rất là lâu à, chưa có liên lạc được các đầu mối gia đình, có thể thân nhân, các gia đình họ đang bị đi cách ly hoặc là cái số điện thoại trong những cái lúc đó thì cũng hoảng loạn không có để lại cái thông tin nhưng mà à, sau đó bằng tất cả các cái trách nhiệm niềm tin và các cái thông tin thì chúng tôi vẫn truy ra được à, các cái thông nhân và nguồn gốc để à, tạo điều kiện đưa tất cả các con quốc về quê như chính người. với phương châm nhất quán tính mạng sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố một lần nữa thể hiện tình cảm gắn bó đoàn kết quân dân và tinh thần vì nhân dân quên mình trong mọi điều kiện hoàn cảnh sau hơn 4 tháng kiên quyết kiên trì với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt để nay thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố đã bàn giao 280 bộ tro cốt về với gia đình, người thân các nạn nhân tử vong ở các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 5, quân khu 9. Hiện còn 19 bộ tro cốt của người dân các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 1, 3, 4, 5 đang được Bộ Tư lệnh đưa về. Vâng thưa quý vị, đây có thể nói là việc làm có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, không chỉ làm ấm lòng người đảo quốc, mà còn góp phần chia sẻ với bớt nỗi đau thương mất mát đối với thân nhân gia đình các nạn nhân. Và trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy khó khăn này, tất cả người dân, kể cả những người đảo quốc, không ai bị bỏ lại phía sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.